một cái mẫu nào đó thì mình làm sao, thao tác là những thao tác gì. Thì đầu tiên mình cũng cần là mẫu và máy đúng không? À, thì có máy đi xong và cái mẫu đúng chưa? Rồi, thì đối với máy thì giờ mình sẽ làm gì? Cùng
À, đây là khoai đứng ra ngoài. Rồi. Đó là cái nguyên tắc đặt mẫu cho máy đi đâu các bạn nhớ nha. Rồi sau khi mình đặt mẫu xong thì mình sao? Đợi nắp máy đi đâu lại và mình chỉnh tốc độ. Tốc độ máy thôi, chỉnh tốc độ ra rồi mình nhấn nút khởi động để bắt đầu thôi. Được chưa? Muốn bắt đầu. Đó là thao tác sử dụng máy đi đâu đó. Quan trọng nhất là cái phần mà nguyên tắc đặt mẫu nha. Cái này nó đi thì cũng đúng nha. Khi gặp ngang máy là tháo. Mày có máy hả hay sao? Khởi động máy. Đây là nhiệt độ lạnh. Rồi tiếp theo mình sẽ các bạn sẽ xem về phần lý thuyết và phần chiết tác cho cô nha. Bây giờ mình sẽ kể ra phần lý thuyết về chiết tác cho cô ha. Sau ngoài chiết tác nó sử dụng thế thao tác đi cho mình nhìn. Bây giờ các bạn xem lại phần lý thuyết chiết tác cho cô nha. Các bạn có thể nghỉ giải lao 5 phút ha, sau đó mình cô xem lại lý thuyết phần chiết tác cho cô. Theo phần lý thuyết chiết tác tôi nói là phần lý thuyết